Xin chào các em à, chào mừng các em đến với lớp học của cô ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta bắt đầu tiếp tục vào chương trình sách giáo khoa bài Unit A Our Heritage. Chúng ta đi vào cái phần đầu tiên là Getting Started, The Center Sister of Imperial Citadel of Thăng Long. Trước khi tìm hiểu về cái nội dung của cái phần di sản văn hóa thế giới của anh ta, cái phần đầu tiên là Getting Started, tìm hiểu về cái kinh thành Thăng Long này, thì cô cũng muốn giới thiệu sơ cho các em một số cái di sản văn hóa thế giới quanh ta. The Now picture, the names of the heritage. Các em nhìn những cái bức tranh và các em cho cô biết đó là đâu và đó là những cái di sản văn hóa ở cái quốc gia nào, các em nhé. The first one, where? It's very easy. Nhìn vô là các em biết rồi, đây là cái địa danh rất là nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta, đó chính là Hạ Long Bay, Vịnh Hạ Long các em. Vịnh Hạ Long thì được nằm ở Việt Nam và được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1994 và nó được tái công nhận lại vào năm lần thứ hai vào năm 2000 các em nhé. Chúng ta sang cái địa danh thứ hai. It's also very easy. It's the race world. Vạn lý trường thành nằm ở đâu các em? In China, Trung Quốc. Now the next big. It's very difficult. Do you know where? Yes, it's the Parthenon Temple. In cái tượng đài này nằm ở đâu, ở quốc gia nào? Hy Lạp các em nhé. Now continue. It's very easy. Nước láng giềng của mình. It's the Angkor Wat nằm ở Campuchia. And this one is it's called Stonehenge in England. Này gọi là cái tượng đá treo Stonehenge nằm ở cái quốc gia Anh Quốc các em. Cái tượng đá này là nằm ở cái thời kỳ đồ đá mới và chuyển sang cái đồ đồng, thời kỳ đồ đồng, đồ đá mới chuyển sang đồ đồng ở Anh Quốc. Chúng ta sang cái bức tranh cuối cùng. Nhìn vô cái biểu tượng này là các em biết ở đâu rồi, đó chính là Taj Mahal ở Ấn Độ. Và đây là một cái lăng mộ mà được một vị vua xây dựng cho vợ của mình vào năm 1632 và nó được hoàn thành vào năm 1653. Cái tượng đài này nó, cái lăng mộ này nó cao 73 mét đó các em. Và rồi, bây giờ đã biết một số cái di sản văn hóa thế giới thì các em hãy thử list out some heritage in Vietnam. Các em kể một số cái di sản văn hóa ở Việt Nam chúng ta xem nào. Ví dụ như là Thăng Long cô vừa giới thiệu, kinh thành Huế, gọi là Vịnh Hạ Long, gọi là Phong Nha Kẻ Bàng. Đó là một cái số cái di sản văn hóa Việt Nam mình đó các em nhé. Rồi, trước khi bước vào bài học thì chúng ta sang cái đầu tiên. Bài học của mình là cái di sản văn hóa với quanh ta như cô vừa nói hồi nãy. Và chúng ta đi vào cái phần đầu, đó là phần Getting Started. Chúng ta tìm hiểu về kinh thành Thăng Long. Return to part 1. Listen and read. Now class, you Unit will listen to 8. The tabs between Our World Heritage Sites Nam and Dant. Getting Started. Now listen. Activity 1. Listen and read. Hi Dan, have you planned your city tour? Not yet. What would you recommend? Do you like to see the nightlife? Not really. I just want to go sightseeing around the city. How about visiting the central sector of the imperial citadel of Thăng Long? What's so special about it? It's one of the 8 UNESCO World Heritage Sites in Vietnam. How exciting! What exactly is it? Tell me more about it. It's a cultural complex comprising royal palaces and monuments. Is it still intact or in ruins? Well, most of the citadel, first built during the Lee dynasty in the 11th century and then expanded by subsequent dynasties,
was demolished in the early 20th century. What a pity. Which part of the citadel can we see now? Well, the only structure to remain intact is the flag tower of Hanoi, built in 1812 during the Nguyen dynasty. We can also see the stone dragons of Cần Thiên Palace and relics associated with many Vietnamese royal families, discovered during archaeological excavations. Sounds great. When shall we go there? Do you prefer a weekday or the weekend? The weekend suits me better. Shall we go there this Sunday? Sure. See you on Sunday morning then. I'll pick you up at 7. Thank you, Nam. I'll wait for you. You're welcome. Rồi, để cho các em dễ hiểu hơn trong cái bài hội thoại này cũng như là dễ dàng làm cái phần bài tập tiếp theo thì cô sẽ giới thiệu cho các em một số cái từ mới trong cái phần này. Rồi, chúng ta đến với cái từ đầu tiên. Các em nhìn thấy cái bức tranh này nó là cái hiện tượng gì? Đó là cái sự phá hủy. Demolition and rebuild. Demolish. 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 Okay, now look at the other word. À, những con người này đang làm gì đấy các em? Họ đang là những cái người mà gọi là cái gì? Là những cái nhà khảo cổ học đang tìm tòi nghiên cứu. Now listen and repeat after me. Archaeological. 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 Okay, continue the other word. Từ này nãy giờ mình đã quen thuộc rồi. Đây là cái gì đây? Đó chính là thành trì, kinh thành. Now listen. Citadel. 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 Okay. The other picture. Đây là những cái gì các em? Đây là những cái tượng đài. Now listen and repeat. Monument, monument, monument. Ra thì chúng ta sẽ có thêm một số cái từ vựng mới các em. Listen and repeat after me the word. Complex, complex, complex. Có nghĩa là một cái quần thể, một cái tổ hợp phức tạp đấy các em. Từ thứ hai, demolish, demolish, demolish. Là phá hủy. Từ thứ ba, archaeological. Archaeological. Archaeological là thuộc về khảo cổ học. Từ thứ tư, relic. 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 Cổ vật. Từ thứ năm, dynasty. 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 Triều đại. Từ thứ sáu, citadel. 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 Thành trì. Number 7. Inspect. 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 Nguyên vẹn, không bị hư tổn. Từ thứ 8. Excavation. 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 Việc khai quật. Từ thứ 9. Monument. Monument. Monument, tượng đài. Từ thứ 10, comprise, 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 bao gồm. Và từ cuối cùng, imperial, 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 thuộc về hoàng tộc, hoàng gia. Rồi các em có một phút để ghi chép tất cả những từ vựng này lại để chúng ta dễ dàng cho cái việc làm bài tập tiếp theo các em nhé. Một phút bắt đầu. Rồi chúng ta tiếp tục cái phần tiếp theo. Rồi bây giờ các em
Bây giờ các em lại tiếp tục có thời gian để xem Unit lại cái đoạn hội thoại này một lần nữa. Our World Heritage Sites. Dễ dàng hơn cho cái việc vào cái Getting started. Là cái phần true false statement. Activity 1. Nữa các em nhé. Listen and read. Hi Dan, have you planned your city tour? Not yet. What would you recommend? Do you like to see the nightlife? Not really. I just want to go sightseeing around the city. How about visiting the central sector of the Imperial Citadel of Thanglong? What's so special about it? It's one of the 8 UNESCO World Heritage Sites in Vietnam. How exciting! What exactly is it? Tell me more about it. It's a cultural complex comprising royal palaces and monuments. Is it still intact or in ruins? Well, most of the citadel, first built during the Li dynasty in the 11th century and then expanded by subsequent dynasties, was demolished in the early 20th century. What a pity! Which part of the citadel can we see now? Well, the only structure to remain intact is the flag tower of Hanoi, built in 1812 during the Nguyen dynasty. We can also see the stone dragons of Cung Tien Palace and relics associated with many Vietnamese royal families, discovered during archaeological excavations. Sounds great. When shall we go there? Do you prefer a weekday or the weekend? The weekend suits me better. Shall we go there this Sunday? Sure. See you on Sunday morning then. I'll pick you up at 7. Thank you, Nam. I'll wait for you. You're welcome. Okay, now we move to activity 2, true false statement. Okay, look at the title. How many sentences are there? Yes, there are 5 sentences. And you will remember the conversation between Nam and Dan, and then decide the statement are true or false. Now we turn to the first one. Dan wants to see the city nightfly. Is it true or false? Okay, it's phone. And which phone? Yeah, Dan want to go sightseeing. Yes. Now we turn to the number 2. Nam suggests visiting the central sector of the Imperial Citadel of Thanglong. Is it true or false? Yes, it's true. Number 3. The central sector of Imperial Citadel of Thanglong remains intact, true or false? Okay, it's false. And which false? Yeah, most of the citadel were demolished in the early 20th century. Now look at the number 4. Visitors can see the flat towers of Hanoi and the stone dragon at Cung Tien Palace. True or false? Right, this sentence is true. The last one. Dan and Nam will visit Thanglong Imperial Citadel as weekend. True or false? Okay, the last one is true. Right, now we move to the next activity. Okay, class, we continue with the activity 3. Match the word in the conversation with the appropriate definition. Là các em sẽ làm là cái gì trong cái bài tập này? Nhiệm vụ của các em là kết hợp từ ở bên cục number from the number 1 to the number 6 with the definition in A, B, C, D, E, F, G. Okay. Now look at this number 1. Number 1, here is that. And the definition is B. The traditional arts, building and cultural achievement of a country that have existed for a long time
and held very important for the country. Một cái gì đó mà nó được tồn tại lâu đời và nó được công nhận là cái di sản của cái một di sản rất là quan trọng của cái quốc gia đó các em, đó là di sản văn hóa, di sản nói chung. What about number 2? Complex. A, B, C, D. Yet the number 2 is D. A group of connected things, especially building, designed for a particular purpose. Một cái tổ hợp và một nhóm cái gì đó, cái tòa cao ốc hoặc là những cái thiết kế đặc biệt nào đó vì một cái mục đích nào đó, gọi là một cái tổ hợp nói chung, complex. In stack number 3, we will mark with right E, complex, not damaged, hoàn thành, không có bị hư hỏng. Number 4, dynasty. Number 4 will march with F, a series of brood who are from the same family. Một cái hệ thống, một cái triều đại. Number 5, yeah, an object, a traditional adjective from the past that still exists today. Cái gì đó mà nó đã có từ trong quá khứ và nó vẫn còn tồn tại cho tới ngày hôm nay các em. Number 6, the last one. Of course, with democracy, the activity of digging in the ground to uncover building objects from the past. Yes. Now we have accomplished the task 3. Now we move to the next part. Now we turn to task 4. Find the sentence in the conversation which have the same meaning as the following sentence. Tức là các em hãy tìm lại cái bài đàm thoại vừa rồi vừa ở giữa bạn nam và bạn đàn, bạn dân gì đó. Xem coi có những cái câu nào của hai bạn mà nó cùng với ba cái câu chúng ta vừa trình bày ra đây. Ví dụ như câu số 1. Is the cultural complex that combines royal palace and monument? Em xem trong cái bài hội thoại của mình coi nó nằm ở cái câu nào của hai bạn. Các em điền vào đây. Cô cho các em thời gian là 3 phút cho ba câu này. 3 phút bắt đầu. Okay, time's up, class. Now the number one, which sentence? You can have a look at the conversation again, and I will find it in the number five pronoun. Câu nói này từ của bạn nam, từ câu nói số 5 của bạn nam mà các em đếm từ trên xuống cái bài hội thoại đó các em. It's a cultural complex comprising royal palace and monument. What about number two? Most of the citadels which were built during the dynasty in the 11th century and then expanded by subsequent dynasty were demolished in the early 20th century. Câu nói này cũng là câu nói của bạn nam ở cái
Câu thứ 6 của bạn Nam. Well, most of the citadel first built during the Li dynasty in the 11th century and then expanded by etc. Nội dung của cái câu này là chúng ta thấy là nó bằng với cái câu số 2 của chúng ta. Và cái câu cuối cùng các em. The only structure that is still intact in the flat tower in of Hanoi. Also Nam said the only structure to remain intact is the flat tower of Hanoi. Okay, so we have accomplished the task four. Now we move to the last one. Now you have a look at the Imperial Citadel of Thăng Long in Hanoi. Okay, now the last one. Ask and answer the following question. Các em hãy tự hỏi và trả lời dựa vào những cái thông tin sau đây. Và cái phần này cô sẽ cho các em, nếu mà ở trên lớp thì cô sẽ cho các em thực hành hội thoại với nhau. Bây giờ thì các em tự mình tìm ra một cái xây dựng thành một cái bài hội thoại các em nhé. Các em dựa vào nội dung của hai cái câu hỏi mà cô gợi ý với các em. Thứ nhất là Have you ever visited the central sector of Imperial Citadel of Thăng Long? Đã bao giờ các em đi đến kinh thành Thăng Long chưa? Các em đã viếng thăm kinh thành Thăng Long lần nào chưa? Nếu mà các em trả lời có, if yes, tell your partner about your visit. Nếu mà có đi rồi thì hãy nói với cái người bạn kế bên của mình về cái chuyến đi đó. Nếu mà không, would you like to visit it? Why or why not? Còn nếu như mà chưa bao giờ đến trước đó thì các em có muốn đi đến Thăng Long này không? Nếu có thì tại sao? Và nếu không thì tại sao? Các em sẽ xây dựng thành một cái bài hội thoại cá nhân các em nhé. Bởi vì do mình học online, mình không có thời gian để practice với cái bạn kế bên, cho nên các em chịu khó tạo ra một cái bài hội thoại. Và xem như đây là một cái phần homework mà cô dành cho các em. Cô cho các em một phút để ghi chép lại hai câu hỏi và các em sẽ xây dựng thành một cái bài hội thoại. Như cô vừa nói, các em gửi feedback cho cô ở cái comment bên dưới cái video này. Một phút cho các em ghi chép bắt đầu. Rồi, các em coi như là chúng ta sẵn sàng nha. Chúng ta chuẩn bị cho cô cái bài hội thoại hoàn chỉnh. Và các em gửi feedback bằng cách là các em comment bên dưới cái video này sau đó các em nhé. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô rất mong đợi cái phần feedback của các em cũng như là những comment về cái bài học mà chúng ta vừa được cô giới thiệu qua. Các em hãy like và comment bên dưới cái video. Bây giờ thì cô chào tạm biệt các em. Các em cố gắng hoàn thành thật tốt cái nhiệm vụ ở nhà của mình các em nhé. Hẹn gặp lại các em ở những cái video sau. Goodbye.